Xin được chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên sáng ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 2 tháng 4 năm 2023, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần cuối cùng của bản tin này là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch đầu giờ sáng ngày hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới đã khép lại tuần giao dịch bằng một phiên giảm khá mạnh với tỷ lệ giảm là 0,58%, đứng ở mức 1.968,86 đô la Mỹ trên một ao. Với phạm vi giao dịch trong ngày trước giờ đóng cửa phiên này, mức thấp nhất là 1.966,79 đô la Mỹ và mức cao nhất là 1.987,55 đô la Mỹ trên một ao. Bên cạnh đó thì chỉ số đồng đô la Mỹ khép lại tuần này bằng một phiên tăng mạnh với tỷ lệ tăng là 0,41%, giao dịch ở mức 102,594 điểm. Còn đối với thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin tăng nhẹ, đứng ở mức 28.493 đô la Mỹ trên một Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm khép lại tuần giao dịch này bằng một phiên giảm với tỷ lệ giảm là 2,31%, đứng ở mức 3,471% trên một năm. Đối với thị trường năng lượng thì giá dầu thô trong xu hướng tăng, giao dịch ở mức 75,675 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước thì sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Với mức giá đóng cửa là 1.968 đô la Mỹ trên ao, giá vàng thế giới tương đương khoảng 56,2 triệu đồng trên lượng. Như vậy là đang thấp hơn giá vàng miếng SJC tại chợ bán ra rơi vào khoảng 10,85 triệu đồng trên một lượng. Theo các nhà phân tích thì giá vàng đã tăng 150 đô la Mỹ trên một ounce trong tháng 3, tháng tốt nhất kể từ tháng 7 năm 2020. Và với xu hướng thị trường trái ngược với thông điệp của Fed, vàng có nhiều khả năng tăng giá, bao gồm cả việc thử nghiệm và phá vỡ mức cao kỷ lục vào tháng 4 này. Thị trường vàng kết thúc tháng 3 ở mức giá dưới 2.000 đô la Mỹ trên một ounce. Con số này tăng 7% trong tháng và tăng 9% từ đầu năm cho đến nay, kết quả hàng quý tốt nhất kể từ quý 2 năm 2020. Sự sụp đổ của ngân hàng thung lũng Silicon hay còn gọi là SVB 3 tuần trước đã gây ra cuộc khủng hoảng ngân hàng. Điều này đã điều chỉnh triển vọng của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed trên thị trường từ tăng lãi suất nhiều hơn sang cắt giảm lãi suất. Theo Barrett Merrick, trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa toàn cầu của TD Security nói, việc SVB sụp đổ có thể biến thành một cuộc khủng hoảng tài chính. Đã có sự sụt giảm lớn về giá trị thị trường của tài sản trên sổ sách trong toàn ngành ngân hàng khu vực trong một môi trường chặt chẽ hơn. Fed ít có khả năng trở nên diều hâu quá mức khi mà bước sang năm 2023, và ngay cả khi mà sóng gió lắng xuống thì vàng vẫn được giao dịch ở mức cao hơn, theo chuyên gia về kim loại quý của Gene Neville-Coin, ông Everett Millman nói. Vàng chưa quay trở lại quá xa, mặc dù những lo ngại về ngân hàng đang giảm bớt vào thời điểm hiện tại. Đây là một dấu hiệu mạnh mẽ và rất đáng khích lệ với những người đầu cơ kim loại quý này. Các nhà đầu tư nên chú ý đến những dữ liệu sắp tới vì bất kỳ con số nào yếu hơn dự kiến để làm tăng khả năng cắt giảm lãi suất trong năm nay. Sang tuần tới, với báo cáo việc làm tháng 3 của Mỹ sẽ được công bố, giới phân tích dự đoán nền kinh tế số 1 thế giới này sẽ có thêm 240.000 việc làm và tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức 3,6%. Sau các sự kiện vào tháng 3, TD Securities hiện tại đang dự đoán giá vàng trung bình là 1.975 đô la Mỹ trên ounce trong quý 2, 2.050 đô la Mỹ trên ounce trong quý 3 và 2.100 đô la Mỹ trên một ounce trong quý cuối cùng của năm nay. Bên cạnh đó thì tiêu thụ vàng tại Trung Quốc đã chậm lại trong tuần này do giá vàng trong nước bắt đầu tăng, buộc các đại lý phải giảm giá bán lần đầu tiên sau nhiều tháng. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Giá vàng miếng SJC trong nước trong tuần vừa qua giảm. Cụ thể, mở cửa phiên giao dịch đầu tuần là ngày 27 tháng 3, giá vàng miếng SJC tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết trên hai thị trường Hà Nội và Đà Nẵng, mua vào mức 66,55 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 67,35 triệu đồng trên một lượng. Giảm 50.000 đồng trên lượng ở chiều mua vào và 70.000 đồng trên một lượng tại chiều bán ra so với đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần trước đó. Đến sáng ngày 31 tháng 3, giá vàng trong nước đảo chiều tăng, mở cửa phiên giao dịch giá vàng miếng SJC tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn. Niêm yết giá vàng miếng SJC trên thị trường Hà Nội mua vào ở mức 66,45 triệu đồng trên lượng và bán ra mức 67,05 triệu đồng trên một lượng, tăng 100.000 đồng trên lượng ở chiều mua và chiều bán ra so với ngày 30 tháng 3. Và chốt phiên giao dịch cuối tuần ngày 1 tháng 4 thì giá vàng miếng SJC tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC trên hai thị trường Hà Nội và Đà Nẵng, mua vào mức 66,25 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 66,95 triệu đồng trên lượng. Như vậy là so với phiên đầu tuần ngày 27 tháng 3 với mức giá là 66,55 triệu đồng trên lượng mua vào, 67,35 triệu đồng trên lượng bán ra,
Giá vàng miếng SJC tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết trên thị trường Hà Nội giảm 300.000 đồng trên lượng ở chiều mua vào và giảm đến 400.000 đồng trên lượng tại chiều bán ra. Cộng với chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang là 700.000 đồng trên một lượng, thì người mua vàng từ đầu tuần cho đến cuối tuần đang lỗ khoảng 1,1 triệu đồng trên một lượng. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước trong phiên giao dịch đầu giờ sáng ngày hôm nay, phần cuối cùng của bản tin này là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch hiện tại. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Sau khi mà được điều chỉnh giảm mạnh với mặt hàng vàng miếng SJC, giảm nhẹ với mặt hàng vàng nhận bục số 9 cùng với một số loại vàng nữ trang SJC khác, thì đến thời điểm hiện tại tạm thời chưa có điều chỉnh về giá và thời điểm này thì đang được niêm yết như sau. Đầu tiên sẽ là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn, SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 6.625.000, bán ra 6.695.000, giảm 200.000 đồng trên lượng ở chiều mua vào và giảm 100.000 đồng trên lượng tại chiều bán ra, hay là giảm 20.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua, giảm 10.000 đồng trên một chỉ tại chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 700.000 đồng trên một lượng và đơn vị đo của bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. STC Hà Nội và STC Đà Nẵng mua vào 6.625.000, bán ra 6.697.000. PNG Hồ Chí Minh và PNG Hà Nội mua vào 6.645.000, bán ra 6.705.000. Doji Hồ Chí Minh mua vào 6.640.000, bán ra 6.700.000. Doji Hà Nội mua vào 6.620.000, bán ra 6.690.000. Phú Quý SJC mua vào 6.635.000, bán ra 6.700.000. Bảo Tín Minh Châu mua vào 6.640.000, bán ra 6.698.000. Mi Hồng SJC mua vào 6.635.000, bán ra 6.690.000. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Exim Bank mua vào 6.635.000, bán ra 6.675.000. Ngân hàng SCB mua vào 6.570.000, bán ra 6.720.000. Ngân hàng TBank Gold mua vào 6.620.000, bán ra 6.690.000. Ngân hàng VietinBank mua vào 6.645.000, bán ra 6.707.000. Tiếp theo sẽ là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác. Thời điểm này sau khi mà được điều chỉnh giảm 200.000 đồng trên lượng mua vào, giảm 100.000 đồng trên lượng bán ra, hay là giảm 20.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua, 10.000 đồng trên một chỉ tại chiều bán thì đến thời điểm này không có điều chỉnh về giá. Chênh lệch giữa hai chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 700.000 cho đến 760.000 đồng trên một lượng và thời điểm này đang được niêm yết như sau. STC Nha Trang và STC Cà Mau mua vào 6.625.000, bán ra 6.697.000. STC Huế mua vào 6.622.000, bán ra 6.683.000. STC Miền Tây mua vào 6.665.000, bán ra 6.697.000. STC Biên Hòa Quảng Ngãi Long Xuyên mua vào 6.625.000, bán ra 6.695.000. STC Bạc Liêu mua vào 6.627.000, bán ra 6.700.000. STC Quy Nhơn mua vào 6.625.000, bán ra 6.697.000. STC Phan Rang Hạ Long và Quảng Nam mua vào 6.623.000, bán ra 6.697.000. Cuối cùng là giá nhận bục số 9 và một số loại vàng nữ trang STC khác. Sau khi điều chỉnh giảm nhẹ trong khoảng từ 20 đến 50.000 đồng trên lượng, hay là giảm trong khoảng 2.000 cho đến 5.000 đồng trên một chỉ trong phiên cuối ngày hôm qua, thì đến thời điểm này không có điều chỉnh về giá và đang được niêm yết như sau. Nhận bộ số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ mua vào 5.500.000, bán ra 5.600.000. Nhận bộ số 9 loại nửa chỉ mua vào 5.500.000, bán ra 5.610.000. Vàng bộ số 9 mua vào 5.490.000, bán ra 5.560.000. Vàng 24K mua vào 5.375.000, bán ra 5.505.000. Vàng 18K mua vào 3.985.4.000, bán ra 4.185.4.000. Vàng 14K mua vào 3.056.8.000, bán ra 3.256.8.000. Vàng 10 mua vào 2.133.8.000, bán ra 2.333.8.000. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có thông tin mới chúng tôi sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.